rồi là Ngọc Trâm. Rất hay. Cú ném tay trái rất mượt của Ngọc Trâm để mang về điểm số đầu tiên cho Cantho Catfish. Và lại là pha đối mặt giai cầu thủ đều mang tên Tiên. Người chiến thắng đó là số 12 của Catfish. Đột phá rất tốt. Đó là Ngọc Trâm. Ngọc Trâm vừa mang về điểm số thứ 3 cho Cantho Catfish. That means I don't fuck with you. I'm a boss to a worker, bitch. I make bloody moves. Now she say she gon' do what or who? Let's find out. Ngọc Trâm vừa mang về 3 điểm. You know where I'm at. You know where I've been. Ngay sau đó là pha đột phá của Yến Vân. Just to party, I'm there. I get paid a fee. I be in the. Và Yến Vân đã có lời đáp trả. Các tình huống di chuyển của những cầu thủ Catfish là rất thông minh. Vẫn đã giúp cho Cantho Catfish đạt mốc 10 điểm vào lúc này. Một loạt những pha xử lý đầy kỹ thuật. Và đường truyền của Yến Vân đã được kết thúc hoàn hảo bởi Nguyễn Thị Thủy Tiên. I might just chill with your boo. I might just spill on your babe. My pussy feel like a lake. He wanna swim with his face. I'm like, okay. Quá đẹp mắt. Ngay lập tức là câu trả lời của Ngọc Trâm. And then you whip. When I go fast as a horse, I got the trunk in the front. I'm the hottest in the street. No, you probably. Và Yến Vân đã giúp cho Catfish cân bằng tỷ số 14 đều. Hope you hoes know it ain't cheap. And I pay my mom. Và bây giờ thì Cantho Catfish là đội bóng đang vươn lên dẫn trước. Think these hoes be mad at me. They baby father wanna boo. Say little bitch. You can fuck with me. Why? Bánh shot. Quá xuất sắc. Yến Vân. Tuyệt vời là pha reverse. Quá xuất sắc.